chúng ta về một căn bệnh mới, đó là ung thư bao tử. Thưa bác sĩ Hiển, ung thư bao tử là bệnh như thế nào ạ? Nó có gì khác so với những bệnh viêm loét dạ dày ạ? Ung thư bao tử hay còn gọi là ung thư dạ dày. Đây là ung thư mọc từ lớp tế bào lót vào trong của bao tử. Loại thường gặp nhất là ung thư biểu mô tuyến. Và bệnh thường xuất hiện như một chỗ loét cứng ở trong bề mặt của bao tử. Và ăn xuyên qua thành của dạ dày. Rồi di căn đến cái hạch lympho và các cơ quan lân cận rất là nhanh chóng. Và ung thư bao tử thì hoàn toàn khác biệt so với viêm loét bao tử. Và vì triệu chứng ban đầu của ung thư bao tử thường mập mờ, như bệnh nhân có triệu chứng như là ăn không tiêu, buồn nôn hay đau vùng bụng trên, do đó thì dễ dàng nhầm lẫn với các bệnh lý viêm loét bao tử. Vì vậy là đa số bệnh nhân khi được chẩn đoán thì ở trong tình trạng muộn là nhiều. Hậu quả của căn bệnh này thì sẽ dẫn đến những tình trạng ra sao thưa bác sĩ? Phát hiện muộn sẽ dẫn đến những biến chứng như là chảy máu từ bú, sẽ gây xuất huyết tiêu hóa trên, hay là hẹp cái đường thoát thức ăn từ bao tử xuống ruột non, bác sĩ gọi là hẹp buông vị đấy. Thì những trường hợp như vậy thì sẽ trở nên rất là khó trị và các phương pháp điều trị sẽ kém hiệu quả. Thường thì cứ 5 người bệnh đến khám và điều trị thì có 4 người đã ở trong tình trạng bệnh ở giai đoạn này và khó điều trị. Do đó là việc phòng tránh bệnh rất là quan trọng. Khi mà đã phát hiện bệnh thì người bệnh sẽ được điều trị như thế nào? Việc điều trị người bệnh thì tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, tổng trạng của bệnh nhân và ý muốn của người bệnh. Thường thì bác sĩ sẽ chia ra làm hai nhóm, và nhóm là mổ cắt được và không cắt được. Nếu ung thư còn nhỏ đó, bác sĩ sẽ mổ cắt bao tử bán phần, và lấy bỏ cái phần bao tử mang ung thư đi, và đảm bảo làm sao cho lằn mức an toàn mô lằn. Và cái phần bao tử còn lại đó sẽ đem nối với ruột non để làm sao thức ăn vẫn lưu thông được. Nếu cần thiết thì bác sĩ có thể nạo hạch lympho xung quanh cái bao tử. Khi mà ung thư mà ăn lan quá nhiều, hay là có nằm ở phần trên cao của bao tử đó, thì bác sĩ sẽ cắt toàn bộ bao tử và phải đem thực quản nối với ruột non để tái lập lại lưu thông của ruột. Thưa bác sĩ, vậy có cách nào để phòng tránh cũng như làm có thể phát hiện sớm để tránh được việc điều trị nâng đỡ triệu chứng không thưa bác sĩ? Bệnh ung thư bao tử tuy khó trị như vậy nhưng mà có thể phòng tránh được. Nhưng mà mình muốn phòng tránh thì mình phải biết được các yếu tố nguy cơ của bệnh. Thường thì ung thư bao tử thì có liên quan đến việc nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, và khoảng 60% ung thư bao tử có liên quan đến vi khuẩn này. Thứ hai là cái chế độ ăn mặn, như thức ăn cá khô hay là rau cà mà làm dưa đấy. Và nguyên nhân thứ ba nữa là gì, là khói thuốc lá nè, hay là uống rượu nhiều nè. Và dinh dưỡng thì dùng những ít rau củ tươi. Và có những nguyên nhân như là khác nữa là như là viêm dạ dày mãn tính, dạng teo đấy, hay là trong tiền căn trong gia đình có người bị ung thư bao tử. Dân xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Hồ Long Hiển về bệnh ung thư bao tử ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, phát hiện sớm ung thư trong mọi trường hợp luôn là một điều may mắn đối với chúng ta. Đừng để bệnh tật chuyển biến đến thời gian không thể chữa trị được. Chương trình Alo Bác Sĩ mong rằng từng ngày mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích để làm sao chúng ta có nhiều khả năng hơn trong việc giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. Và đến đây thì chương trình xin được tạm dừng. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý khán giả để chương trình ngày một tốt hơn. Mỗi ý kiến xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.cta@gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.